À, đây là cái men, cái cả men, cái cả men này, à, kim loại. À, đây Kha Vương xin mở ra cho anh em xem. Đây, cái cả men rất là đẹp. À, cái cả men này cao khoảng 14 cm, dài cũng khoảng 14 cm, cao 14 cm và dài cũng khoảng 14 cm. Kha Vương đăng bán trên kênh YouTube của mình, đồ xưa đồ cổ Kha Vương. Anh chị em cứ lên YouTube bấm chữ đồ xưa đồ cổ Kha Vương, à, viết hoa nha. À, thì anh chị em mình sẽ thấy kênh YouTube của em và nhớ ủng hộ em một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Để chi? Để mỗi lần em cập nhật những sản phẩm mới rẻ thì anh chị em mình có thể xem và mua được. À, cái cà men này Kha Vương bán chỉ có là 180.000 đồng, 180.000 đồng và cộng tiền cước dành cho anh chị em nào đam mê sưu tầm và trưng bày. Cái giá này là giá thanh lý mùa Covid Covell. Số điện thoại của Kha Vương là 0814721262, đây là số chính của Kha Vương. Còn số phụ của Kha Vương là 0933163504, cái số này cũng có Zalo, số này cũng có Zalo. Nhưng nếu anh chị em kết bạn Zalo thì kết bạn Zalo với Kha Vương cái số này nè. Bởi vì cái số này Kha Vương ít có dùng, có nghĩa là cũng có Zalo đàng hoàng, hoạt động mấy năm đàng hoàng nhưng Kha Vương không có dùng nhiều. Cái sản phẩm số Zalo này chỉ dành cho khi mà Kha Vương đi nước ngoài, đi công việc ở nước ngoài thì Kha Vương cập nhật nó. Kha Vương cảm ơn.